chương 21. Diễn kỹ quá sốc nổi sen. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sen tương đương khó chịu trừng ánh mắt lên. Đã dù sao là muốn rút máu, vậy ngươi để cho ta phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Ngay từ đầu vì cái gì không tìm ta muốn? Ha ha! Cung Sơn cười khang một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng giải thích một câu tại đầy đủ giải tình huống của ngươi trước đó, chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, vô luận dị nhân vẫn là người đột biến, nghe được, rút máu, hai chữ, đều sẽ biểu hiện hết sức kích động. Được rồi, được rồi, ta đã biết. Xen vén tay áo lên, thoải mái lộ ra cánh tay. Muốn rút cũng nhanh rút, lập tức tới ngay giờ cơm, tranh thủ thời gian làm xong, đi nhanh lên người, đừng chậm trễ ta làm ăn. Thấy thế Cung Sơn cũng không chậm trễ, lập tức từ tùy thân trong túi công văn, xuất ra một cái vỏ kim loại hộp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, trong hộp là một cái tay thương hình dạng lấy máu để thử máu dụng cụ, hắn cầm lấy thanh này lấy máu để thử máu thương, chống đỡ tại sen cánh tay tĩnh mạch bên trên, ngón tay vừa bóp cò, một ống nhỏ đỏ thắm máu tươi, liền đã nhẹ nhõm thu thập hoàn tất. Quấy rây. Cung Sơn cẩn thận tỉ mỉ thu hồi máu dạng, đứng dậy hướng sen cáo từ nói chúng ta bây giờ liền đem máu dạng đưa đi kiểm nghiệm, chờ có kết quả về sau, sẽ lại đến cùng ngươi tiếp xúc, trong đoạn thời gian này, xin đừng nên rời đi New York. Hợp lấy, ta hiện tại vẫn là ngại phạm. Sen đầu tiên là lầm bầm một câu, sau đó đứng dậy tiễn khách. Mời đi. Không tiễn. Cáo từ. Phiêu Cung Sơn cùng Melinda Mai trao đổi một ánh mắt, sống vai đi ra lý thị cơm trưa quán, cách xa nhà hàng cổng về sau, Cung Sơn mở miệng hỏi. Mai, đối với cái này Sen Ly, người thấy thế nào? Nghe vậy, Melinda Mai lộ ra một cái cười lạnh. Cái này nhân tâm bên trong có ma. Ồ! Phiêu Cung Sơn ngoạn vị cười cười. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi không phải cho rằng, hắn nói, khí, đều là thật sao? Điểm ấy cũng không giả, nếu không, hắn không có khả năng thống khoái như vậy cung cấp máu dạng, nhưng là, thái độ của hắn quá phận ác liệt. Melinda Mai nói trúng tim đen phân tích nói. Hắn muốn chứng minh mình là một cái lý trực khí tráng người vô tội, nhưng là quá dụng lực đầu, ngược lại nói rõ hắn rất chột dạ, ta cho rằng, hắn nhất định là đối chúng ta che giấu chuyện trọng yếu gì. Có rõ ràng như vậy. Phiêu Cung Sơn cười tủm tỉm mở cái trò đùa. Ta còn tưởng rằng, cũng chỉ có ta đã nhìn ra đâu. Melinda Mai liếc mắt nhìn một chút hắn, trên mặt nửa điểm ý cười cũng không. Cung Sơn chăm chú điểm. Ngươi là không rõ, dựa theo hoa quốc truyền thuyết, tu hành hắn nói tới khí là có thể để cho người ta không ngừng mạnh lên, hắn hiện tại mới 19 tuổi, thực lực liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, nếu là tiếp qua mấy năm, sẽ đạt tới trình độ gì? Mà lại, hắn tự xưng học chính là Quy Tiên Lưu võ thuật, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Dạng người như hắn rất có thể có trồng đã một môn phái. Phiêu cung sơn tiếu dung không đổi nhúng nhúng vai. Đây cũng không phải là chúng ta nên quan tâm vấn đề, đem người ý nghĩ ghi vào trong báo cáo, giao cho cấp trên quyết định đi. hư Melinda Mai hừ lạnh một tiếng, quay đầu mắt nhìn Lý Thị Cơm trưa quán chiêu bài, hít mắt nói ra. Ta không thích tiểu tử kia, bất kể có phải hay không là làm bộ ra, ánh mắt của hắn để cho ta rất khó chịu. Dạng gì ánh mắt? thật giống như hắn tại im ắng mà nói, ta một cái có thể đánh ngươi mười cái. Phiêu cung sơn lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi đúng là đánh không lại hắn a. À, khác chúng ta còn không phải rất rõ ràng, nhưng từ nghiệm thương báo cáo đến xem, tiểu tử này lực quyền, ít nhất là cùng đội trưởng một cái cấp bậc. Đây mới là nhất làm cho ta khó chịu địa phương. Thật muốn thưởng hắn một viên đạn, xem hắn thân thể lực phòng ngự có phải hay không cũng cùng captain america một cái cấp bậc tóm lại trước tiên đem máu của hắn dạng đưa đi phòng thí nghiệm đi chờ kiểm nghiệm kết quả ra về sau chúng ta lại đối với hắn tiến một bước ước định lần sau tới tìm hắn thời điểm chúng ta xin một tổ đặc công đội tùy hành đi tiểu tử kia thái độ quá phách lối không cho hắn thu liễm một chút ta rất khó kềm chế rút súng xúc động cùng lúc đó lý thị cơm trưa trong quán quên đi nữ nhân đều thù rất dai sen, đang tới vừa đi vừa về về đi dạo, tản bộ, trong miệng lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại bị SHIELG để mắt tới đây? Đám này cháu trai thích nhất chơi giám sát, có thể hay không tùy thời theo dõi hướng đi của ta. Vô luận như thế nào? Tuyệt không thể bị bọn hắn phát hiện, Long Châu, bí mật. Đáng chết. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Lúc này sen, nơi nào còn có vừa mới chỗ biểu hiện ra một tia thông dông, hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt cúi đầu xuống, nhìn một chút trên mu bàn tay ngủ tinh hình xăm. Nếu như bảo trì cái tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần hai tuần thời gian, Long Châu liền sẽ hoàn toàn khôi phục năng lượng, đến lúc đó, ta đến tột cùng tìm vẫn là không tìm. Lão bản Đúng lúc này, Lana Lenser đẩy cửa vào, mắt nhìn tự như kiến bò trên chảo nóng giống như sen, hiếu kỳ mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Sen thuận miệng qua loa một câu, dưới chân định chỉ dạo bước, mắt nhìn thời gian nói. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Cái này sao? Nghe hắn hỏi lên như vậy, u u đọc sách Lana lộ ra một cái dương dương đắc ý tiếu dung, biểu lộ mười phần sáng sủ mở ra hai tay. Lão bản, ngươi nhìn. Ngươi nha đầu óc ngói đặc biệt rồi. Sen cau mày nhìn về phía Lana, Ánh mắt từ đầu đến chân quét qua. Ngươi rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì? Ngươi rốt cuộc bắt đầu phát dục rồi. Ta không nhìn ra a. À? Nghe vậy, Lana kia mặt mũi tràn đầy ý cười, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực, sau đó xấu hổ đang xen vung lên nắm tay nhỏ. Hỗn đảng. Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó. Ta là để ngươi xem ta, khí ta khí là dùng đến xem sao. Không học thức người nước ngoài. Sen lẩm bẩm mở ra, khí tức cảm ứng, lại hoàn toàn cảm giác không thấy la na khí, thật giống như trước mặt mình đứng đấy, chỉ là cái huyễn tượng. Chúc mừng ngươi, rốt cục học được, khí tức che đậy. Sen dùng đến khô cằn ngữ khí, mặt không thay đổi nói cái vui, sau đó tức chết người không đền mạng nói ra. Đơn giản như vậy kỹ xảo, rồng đã một tuần lễ mới học được chút gia lông, Thật không biết ngươi tại đắc ý cái gì. Lão bản, ngươi đủ a. À. Lana thẹn quá hóa giận, trừng trồng mắt tiến lên một bước. Ta không phải liền là nói câu ngươi rất yếu sao? Về phần mang thù nhiều ngày như vậy a. À. Ai mang thù rồi? Sen mí mắt khẽ đảo. Ta nói chính là sự thật. Biết ta dùng bao lâu học được sao? Không đến nửa giờ. Khoát lát. Lana hoàn toàn không tin vườn nghiêng đầu, trong miệng đối chọi gây gắt dễu cợt nói. Ta mới không tin đâu. Nghe sư phó nói, lão bản ngươi tu hành rồng đã 10 năm, mới có thực lực bây giờ a, à, chật chật. 10 năm đâu? Ta làm sao cũng không thấy đến, ngươi giống như là tư chất tốt loại hình a. À. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 22 Lý thị gia đình liên hoan Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio xen trong lòng thanh âm, ngay tại điên cuồng gào thét. Ta thương mại chỉ tu hành hơn 10 ngày tốt a, à, nhưng là... Sự thật này hiển nhiên không thể nói ra, nếu không, hắn biên ra cố sự, coi như hoàn toàn để lộ. Bị ta nói trúng đi. Lana, hắc hắc, cười một tiếng. Lão bản, ngươi có phải hay không, lại, tức giận. Lần này nhưng phải thay cái hoa văn, nếu là lại dùng, không tiếp tục dạy ta, đến uy hiếp, ta thế nhưng là sẽ xem thường ngươi thôi đi, vừa học bò xong liền muốn chạy. Sen nhếch miệng, không ra đùa giỡn nói ra. Ngươi còn rất sớm đâu, lúc nào có thể giống hô hấp đồng dạng tự nhiên bảo trì khí tức che đậy, ta sẽ dạy ngươi làm sao khống chế che đậy trình độ. Trải qua những ngày chung đụng này, Lana trên cơ bản hiểu rõ Sen tính cách, biết một khi nói lên chính sự, hắn là tuyệt sẽ không nói mò, chăm chú gật đầu nói. Biết, lão bản, ta sẽ cố gắng tu hành. Ừm. Sen nhẹ gật đầu, hướng Lana vẫy vẫy tay nói: "Mặc dù bây giờ còn sớm, bất quá nha. Dù sao ngươi đến đều tới, đến phòng bếp giúp ta phối đồ ăn đi." "Lão bản, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng lúc càng lười, chuyện gì đều muốn người khác giúp ngươi làm." "Lắm điều. Nhân viên vốn chính là dùng để nghiền ép." Lòng già hiểm độc lão bản. Nửa giờ sau, Sen bưng một mâm lớn xử lý qua thịt tươi, cùng một chén lớn rau quả salad, từ sau trù bên trong đi ra, hắn đem trên tay thịt đồ ăn đặt ở một trương bàn ăn bên trên về sau, quay đầu hướng Lana nói ra. Gọi điện thoại cho Peter, nói với hắn, thật sự nếu không đến trong tiệm, hắn lại muốn bỏ lỡ, gia đình liên hoan, hôm nay lại phải ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Lana, à, một tiếng, đưa trong tay một chậu cơm buông xuống, lấy điện thoại cầm tay ra vừa mới bấm dãy số, cũng chỉ nghe cổng truyền đến, đinh linh, một tiếng nàng quay đầu nhìn lại chỉ tạ thế viết sách bao peter parker hấp tấp xông vào cửa tiệm trong miệng thở không ra hơi hô lão bản ta đến ta đến ân xen thuận miệng đáp ứng dẫn đầu tại trước bàn ăn trên một cái ghế ngồi xuống dùng khí công đem trên bàn kia bàn thịt tươi nướng chín mặc dù đã từng gặp qua một màn này vô số lần peter nhưng thủy chung không thể tập mãi thành thói quen miệng bên trong lại bắt đầu nhỏ giọng nghĩ linh tinh cái này không khoa học. Coi như giống lão bản nói, đó là một loại sinh vật năng lượng, nhưng đại lượng năng lượng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phóng thích, cũng hẳn là sẽ xuất hiện bạo tạc mới đúng a, à, vì cái gì chỉ là thuần túy sinh ra thả nóng hiện tượng. Peter. Lana một tiếng khẽ kêu, đánh thức ngẩn người Peter. Ngươi lại tại phát cái gì lăng? Nhanh đi rửa tay thay quần áo. Chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nha. Peter thẳng dọa đến run một cái, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, quay người thật nhanh hướng gian tạp vật chạy tới. Ta cái này đi. Lana tỉ. Cái này hài tử đáng thương, bị Lana ăn đến gắt gao, chỉ sợ đời này đều lật người không nổi, coi như bị nhện cắn cũng không được. Sen dùng vô cùng đồng tình ánh mắt, nhìn Peter Parker một chút, cầm lấy bộ đồ ăn bên trong duy nhất một đôi đũa, đơn giản chào hỏi Lana một tiếng. Ăn cơm đi. Lana tại sen đối diện ngồi xuống, từ bộ đồ ăn bên trong cầm lên một đôi xiên mui, xăm một khối thịt nướng đồng thời, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão bản, ngươi vì cái gì đem chúng ta công việc bữa ăn, gọi là gia đình liên hoan đâu? Đây là hoa quốc truyền thống sao? Không phải. Sen lắc đầu, mười phần bốc đồng hồi đáp. Ta là lão bản, ta cao hứng kêu cái gì, vậy liền kêu cái gì chứ sao? Lana im lặng hé miệng, dùng sức cắn một cái thịt nướng, trong lòng chính phát ra hung ác thời điểm, lại chỉ nghe sen lại tiếp lấy nói ra. Hai ta đều là cô nhi, có cái gia đình liên hoan không tốt sao? La nà cắn lấy miệng bên trong thịt nướng, lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, nàng hoảng hoảng trương trương một lần nữa xăm thịt nướng, nửa ngày mới nhẹ giọng toát ra một câu. Rất tốt. Lúc này, đổi một thân quần áo lao động Peter, hai tay ướt dầm về xuất hiện ở trước bàn ăn. Hắn từ dưới mặt bàn lôi ra một cái ghế, vừa ngồi xuống liền mở miệng phàn nàn nói: "Lão bản, chúng ta gia đình liên hoan, liền không thể hơi chậm một chút ăn sao? Ta bởi vì trong trường học phi nước đại đã nếm qua hai lần cảnh cáo." Nghe vậy, Sen đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại chỉ gặp Lana trừng ánh mắt lên, đoạt tại trước mặt hắn răng dậy Peter nói: "Peter, không muốn cố tình gây sự. Chậm thêm khách nhân liền muốn bắt đầu tới cửa." làm sao có thời giờ cho chúng ta ăn cơm? Lana tỷ, Ngươi sao có thể đứng tại lão bản bên đó đây? Hai ta đều là thủ hắn bốc lột nhân viên, hẳn là nhất trí đối ngoại a. À? Ngậm miệng. Ăn cơm. Nha. Khụ khụ. Peter, ngươi cảm thấy mình nhận bốc lục thật sao? Tốt a, à, ngươi đánh nát những cái kia đĩa. Đừng a, à, lão bản. Ta sai rồi. Ba người ồn ào đã ăn xong, gia đình liên hoan, về sau, Lana tự giác thu thập cái bàn, Peter, bị động, thanh tẩy bộ đồ ăn, sen. Quể oải ngồi liệt lấy tiêu thực. Đối với cái này, U U đọc sách sen lấy tên đẹp. Ta nấu cơm, các ngươi quét dọn, đây không phải hẳn là sao. Chỉ chốc lát sau, theo vị khách nhân thứ nhất đi vào trong tiệm, bày đủ lão bản phái đoàn sen, lúc này mới nhanh chóng đi vào bếp sau, phủ thêm một kiện sạch sẽ tạp về, quay về đầu bếp cương vị, vẫn bận sống đến hơn 2 giờ, lúc này mới bỏ đi đã là trở nên bẩn thiểu tạp về, mở miệng đối Lana hỏi. Lana, ngươi gần nhất có đi võ quán lên lớp sao? Ta vài ngày không gặp cô Len tới dùng cơm, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Ách, lão bản ngươi không biết sao? Lana mang theo một mặt tranh mảnh biểu lộ, trêu cợt sen nói. Võ quán đã nghỉ học nữa nha, sư phó quen biết một cái giàu đệ nhị, cùng hắn đi hoa quốc nghỉ phép, là ngồi máy bay tư nhân hừng. Dầu đệ nhị. Danny Render. Sen nhướng mày, trong miệng truy vấn. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Lana, chật chật, một tiếng, cười xấu xa lấy nhìn về phía sen nói. Lão bản, ngươi không cần khẩn trương như vậy, bọn hắn cùng đi nghỉ phép mà thôi, đại biểu không là cái gì, ngươi vẫn còn có cơ hội. Không phải ngươi nghĩ kia chuyện sen mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khoát tay. Lana. Đừng đùa mà. Cho ta chăm chú điểm. Danny Render cũng không phải cái gì giàu đệ nhị, hắn là hoa quốc, côn luân, bất hữu thiết quyền, the hen, tử địch, cô lên cùng hắn cùng đi hoa quốc, tuyệt không có khả năng là đi nghỉ phép, ngược lại rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, nói cho ta, đây là chuyện xảy ra khi nào? Bốn ngày trước. Lana giật nảy mình, thành thành thật thật trả lời một câu về sau, trong miệng tung ra liên tiếp vấn đề. Lão bản, ngươi cũng đừng làm ta sợ, sư phó nàng sẽ có nguy hiểm. Dạng gì nguy hiểm, côn luân, là cái gì, the hen, lại là cái gì? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Bại bởi vận mệnh cô Lên Uyên Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đều đã qua bốn ngày nha. Xen thoáng trầm ngâm một chút không thể nghi ngờ khoác tay chặn lại. Vấn đề của ngươi chờ một hồi rồi nói, ta trước cho cô lên gọi điện thoại, nhìn xem nàng có phải hay không không có việc gì. Được. Lana nhẹ gật đầu, mắt thấy Sen lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cô lên uyên điện thoại, nhưng mà đối diện lại một mực không người nghe. Điện thoại không có chuyển quốc tế đường dài. Sen quay đầu nhìn về phía Lana, đơn giản suy luận nói. Cô lên cũng đã trở về ta đi trước võ quán nhìn xem. Ta cũng đi. Lana không có chút nào trí thân sự ngoại dự định, theo sát sau lưng sen, cùng đi ra khỏi cửa tiệm, hướng cô lên uyên võ quán phương hướng đi đến. Sau một lát, lão bản, Lana tỷ, đeo bọc sách Peter Parker, từ gian tạp vật bên trong đi ra, hô hai tiếng không thấy có người đáp lại về sau, hắn nhìn xem không có một ai nhà hàng, mặt mũi tràn đầy mộng bức tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Ta nên làm cái gì? Ta muốn đi đi học a. À? Cùng lúc đó, Sen đứng tại cô lên nguyên cửa võ quán, gõ cửa lớn đóng chặt, chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận tiếng bước chân, nửa cánh cửa từ nội bộ bị mở ra, một cái tịnh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía sau cửa. Thấy rõ ràng mở cửa người bộ dáng, Sen lập tức lộ ra một cái hết sức kinh ngạc biểu lộ. Duy? Tại sao là ngươi? câu nói này hẳn là ta hỏi mới đúng chứ. Duy Mít Cham cũng tương tự rất giật mình, nàng nhìn Sen sau lưng Lana một chút, không trả lời mà hỏi lại nói. Sen, các ngươi làm sao lại tới đây? Ta là cô Len lão bằng hữu, cùng nàng nhận biết nhiều năm. Sen đáp một câu, vừa chỉ chỉ Lana nói. Đây là Lana, ngươi cũng đã gặp, nàng không chỉ có là công nhân viên của ta, cũng là cô Len đồ đệ. Nguyên lai like là dạng này, các ngươi trước tiến đến rồi nói sau. Duy mít chăm nhường ra một con đường, đem Sen cùng Lana nghênh vào cửa về sau, mở miệng nhân tiện nói: "Sen, ngươi tới được vừa vặn, mau giúp ta khuyên nhủ cô lên. Trạng huống thân thể của nàng thật không tốt, làm thế nào cũng không chịu đi bệnh viện. Sư phó thế nào? Nghe vậy, không đợi Sen mở miệng, Lana đã là vội vàng cướp hỏi: "Người nàng đâu? ở phía sau trong phòng ngủ." Duy cho Lana chỉ chỉ đường, sau đó đối sen đơn giản giải thích nói. Ta cùng Danny, cô lên ba người cùng một chỗ, đi Hoa quốc điều tra, the hen, âm mưu, quá trình bên trong, cô lên trên cánh tay thủ chút da ngoại thương, vốn cho là không nghiêm trọng lắm, không nghĩ tới tổn thương địch nhân của nàng, thế mà tại binh khí bên trên tôi độc, hơn nữa nhìn bộ dáng, rất có thể là trí mạng độc mạng tính làm. Sen nhẹ gật đầu, biết mình lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, không khỏi thầm than vận mệnh thần kỳ, bởi vì hắn lẫn vào, Danny Render không có bị Duy Mít Cham đưa vào bệnh viện tâm thần, cũng không có vì vậy mà hướng cô Len Uyên xin giúp đỡ, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng, hai người vẫn là không hẹn mà cùng cùng the hen đổi lên, đồng thời một đường truy tung đến Hoa Quốc, mặc dù lần này nhiều một cái Duy Mít Cham, thiếu một cái nửa đêm y tá. Clare, nhưng kết quả vẫn là cùng nguyên kịch bản bên trong, cô Len vì vậy mà trúng độc sắp chết. Về phần cô Len Uyên không đi bệnh viện lý do, Sen vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì nàng nhờ giúp đỡ sư phụ của mình, bác đồ, tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp vì chính mình giải độc, cho nên mới nhất định phải lưu tại võ quán chờ hắn. Trên thực tế, đối với Hoa Quốc ngâm độc chi thuật, phương Tây hiện đại y học cũng xác thực không có gì tốt biện pháp. Đương Sen cùng sau lưng duy, bước nhanh đi vào võ quán phía sau phòng ngủ lúc, chỉ gặp sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh cô Len Uyên, chính đầu đầy đổ mồ hôi nằm ở trên giường, đối tới trước một bước la nói ra. Đừng lo lắng, ta còn chịu đựng được, chờ sư phụ của ta đến, hắn sẽ giúp ta giải độc. À, cô lên, ngươi bây giờ dáng vẻ thật là khó coi. Quả thực là hỏng bét thấu. Sen đi đến trước giường, mang theo một bộ không tim không phổi biểu lộ, nói cái lạnh đến không thể lại lạnh trò cười. Quá lâu không có về Hoa Quốc, kết quả không quen khí hậu sao ngươi mới là hỏng bét thấu. Nếu không phải thật sự là không có khí lực, cô lên uyên nhảy dựng lên đánh người tâm đều có, tức giận phản phúng một câu về sau, liếc mắt nói. Sen, sẽ không thật dễ nói chuyện, liền câm miệng cho ta. Ha ha, thật sự là một điểm hài hước cảm giác đều không có. Sen cười nhúng nhúng vai, quay đầu nhìn về phía Duy Mít Cham nói. Duy, làm sao lại hai người các ngươi tại? Danny Render đâu? Danny đến tiệm thuốc đi mua chất kháng sinh. Duy lo lắng cúi đầu xuống, nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian. Cũng hẳn là sắp trở về rồi. Sen ta, một tiếng, dời bước đến Lana bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Tốt tốt, đừng khóc tan nghiêm mặt, có ta ở đây, cô lên không chết được. Nghe vậy, Lana nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên xoay đầu lại. Lão bản, ngươi có thể trị hết sư phó. Đương nhiên, việc rất nhỏ. Sen trước tiên đem da trâu cho thổi nổ, sau đó mới tại ba đạo vô cùng ánh mắt vui mừng bên trong, đột nhiên một cái chuyển hướng. Bất quá, muốn chờ Danny Render trở về mới được, ta cần dùng bên trên thọ già ban cho hắn thiết quyền. U U đọc sách. Ba người tất cả đều im lặng, kế cô lên uyên về sau, Lana cũng trắng sen một chút. Lão bản, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Ngươi dạng này để cho ta rất không có lòng tin a. À? Ta làm sao lại không đáng tin cậy? Ta. Sen đang muốn tranh luận, bị cô lên Uyên mở miệng nhắc lời nói. Sen, thọ già là ai? Không phải ai. Sen quay đầu đi, thu hồi vẻ mặt cật nhã, chỉnh chạc đàng hoàng nhìn xem cô lên Uyên nói. Thọ luôn một con rồng, côn luân, bất hủ chi lông, cho đến bây giờ, đã sống hàng ngàn hàng vạn năm. Long. Cô Lên Quyên mở to hai mắt, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Thật hay giả? Không tin, liền để Danny Render chính miệng nói cho ngươi đi. Sen quay đầu đi, phản phất ánh mắt có thể xuyên thấu trùng điệp vách tường, nói chắc như đinh đóng cột mở miệng nói ra. Hắn đã nhanh tới cửa. Ngay sau đó, tự như là cho hắn chứng minh, theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Danny Render thanh âm xa xa truyền đến. Duy, ta trở về, mở cửa. Cô Len Uyên cùng Duy miết chăm hai người, đồng thời giật nảy cả mình, đều dùng đến một bộ gặp quỷ biểu lộ, gắt gao tập trung vào sen, cũng chỉ có Lana một người, như có điều suy nghĩ suy đoán nói. Khí tức cảm ứng. Sen im ắng nhẹ gật đầu, đối Lana biểu thị khẳng định, đồng thời nhắc nhở Duy nói. Ngươi không có ý định đi mở cho hắn cửa sao? A à nha. Sau một lát, vội vàng mà đi duê mít cham, dẫn Danny Render vội vàng mà quay về, trên tay còn mang theo một cái in tiệm thuốc biểu thị túi giấy, bên trong chắc hẳn chính là hắn mua về chất kháng sinh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Kỳ tích người sáng tạo sen Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sen Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Danny Render kinh ngạc nhìn sen một chút, lại nhìn một chút trên giường cô lên uyên. Các ngươi, tình huống khẩn cấp, việc này nói rất dài dòng, ngươi đợi chút nữa hỏi lại. Sen khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề nói. Danny, ta có thể trị hết cô lên, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi biết làm sao giải độc. Quá tốt rồi. Danny Render vui mừng quá đổi, không chút do dự một lời đáp ứng. Nói đi, cần ta làm những gì? nhưng mà sen miệng bên trong toát ra câu nói đầu tiên lập tức để danny render trở nên do dự ta muốn mượn dùng ngươi thiết quyền dứt lời nhìn xem danny render xoắn xuýt biểu lộ sen cười giải thích nói chớ khẩn trương thọ già ban cho ngươi thiết quyền không ai có thể chân chính lấy đi ta muốn mượn dùng chỉ là trong cơ thể ngươi khí nói một cách khác đi ngươi tự như là một đài máy phát điện cho ta mượn chỉ là điện mà thôi ngươi biết thọ già Danny Render lại bị kinh ngạc, can hệ trọng đại tình huống dưới, không thể không cẩn thận truy vấn. Ta muốn hỏi một chút, ngươi tại sao muốn mượn dùng thiết quyền? Thọ già thế nhưng là công luân, bất hủ chi lông, ban cho ngươi thiết quyền, không riêng gì không gì không phá mà thôi, phải biết, trong truyền thuyết, Long nguyên, đây chính là có thể tái tạo lại toàn thân tồn tại, thiết quyền bắt nguồn từ thọ già, tim rồng, mặc dù không thể cùng chân chính, Long nguyên, đánh đồng, nhưng cũng là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, có thần kỳ chữa trị năng lực, ngươi chỉ là còn sẽ không vận dụng mà thôi. Sen giải thích một câu về sau, dừng lại một chút một chút, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Danny Render nói. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chịu đem tự thân khí cho ta mượn, ta liền có thể triệt để chữa trị cô lên. Minh Bạch, ta tin tưởng ngươi. Danny Render nhẹ gật đầu, trong lòng lại không hoài nghi. Ta phải nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm sen dơ lên cao cao hai tay, hai bàn tay tâm chỉ lên trời, bày ra một cái cử tạ giống như kỳ quái tư thế. Làm ngươi cảm giác được, ta đang hấp thụ ngươi khí lúc, không muốn kháng cự là được rồi. Ách, ta đã cảm thấy. Danny Render chăm chú nhăn nhăn lông mày, trên trán xuất hiện giọt giọt tinh mịn mồ hôi lạnh. Úc, cảm giác này thật là không dễ chịu. Tuyệt đối không nên kháng cự, chỉ cần trong lòng ngươi có một tia mâu thuẫn ý nghĩ, ta liền không cách nào mượn dùng thuộc về ngươi khí. Sen cũng tương tự không thoải mái, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, vẻn vẹn mượn dùng Danny Render một người khí, thế mà liền sẽ như thế khó khăn, cơ hồ là hao hết hắn tất cả tinh lực, phải biết, Son Goku mỗi lần ngưng tụ nguyên khí đạn thời điểm, đều là mượn vô số sinh mạng thể khí, so sánh dưới, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, kia đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm đến. Chẳng lẽ, là bởi vì thực lực chênh lệch vấn đề. Sen ẩn ẩn có một tia minh ngộ, song Goku thực lực rất mạnh, mỗi một lần mượn dùng khí đối tượng, tất cả đều so tự thân yếu nhược được nhiều, mà Danny render khí, lại là Sen gấp bội. Vạn hạnh chính là, mặc dù quá trình cực độ gian khổ, Sen chung quy vẫn là thành công, một tia mắt trận có thể thấy kim hoàng sắc đường công, nhau nhau từ Danny render thể nội nhô đầu ra, phiêu đảng bay lên tại trong giữa không trung, lấy tụ tập xu thế thẳng đến sen đỉnh đầu mà đi, tại cái kia giơ cao hai tay ở giữa, dần dần ngưng tụ thành một viên lớn chừng cái trứng gà quả cầu ánh sáng màu vàng ống. Theo quan cầu triệt để thành hình, bị hoàn toàn rút khô Danny Render, đồng thời đã mất đi ý thức, một đầu hướng về phía trước ngã quỵ, phanh một tiếng té lăn quay trên sàn nhà. Danny Lão bản Hắn Render Ba đạo tiếng kinh hô cơ hồ là đồng thời vang lên, sen thận trọng một tay hơi nâng lấy quan cầu, chậm rãi buông xuống cánh tay, đồng thời phân ra một tia tinh thần, trấn an tam nữ nói. Hắn không có việc gì, chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dứt lời, sen tay phải nâng quan cầu, đi từ từ đến trước giường, đối nằm ở trên giường cô lên uyên nói ra. Cô lên, xốc lên trên cánh tay băng gạt, đem người vết thương lộ ra. Cô lên uyên kinh ngạc nhìn sen trên tay quan cầu, trong lúc nhất thời không có phản ứng chút nào, canh giữ ở nàng trước giường Lana, dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này ngồi sống người xuống, giúp cô lên uyên giải khai quấn ở trên cánh tay băng gạt, chỉ gặp băng gạt hạ vết thương kia, đúng là đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu đen, chảy xuôi tại kia da thịt trắng noãn bên trên, phá lệ lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Thấy thế, Lana không khỏi con ngươi co rụt lại, im ắng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng có thể thấy rõ ràng, không riêng gì miệng vết thương chảy ra máu tươi, thậm chí cô lên uyên dưới làn da vô số đầu mạch máu, cũng tận đều lộ ra một tia chẳng lành màu đen, tự như là một mảng lớn đen nhánh mạng nhện, hiển nhiên là trúng độc đã sâu, chỉ sợ độc tố đã sớm lan tràn đến toàn thân. Lana Tránh ra Sen đánh thức ngẩn người Lana, bàn tay phải lật một cái, đem hơi nâng ở trên tay quả cầu ánh sáng màu vàng ống, hư cầm đổi được bàn tay phía dưới, đợi cho Lana vội vàng nhường qua một bên về sau, hắn cách không đẩy viên này quan cầu, chậm chạp mà kiên định tới gần cô lên uyên cánh tay, u u đọc sách đem ánh sáng cầu toàn bộ nhét vào biến thành màu đen trong vết thương. Sau một khắc, tại Lana cùng dây hai người rung động trong ánh mắt, chỉ gặp theo quan cầu biến mất, cô lên uyên nửa cái cánh tay, đột nhiên từ trong ra ngoài sáng rỡ, dưới làn da mỗi một đầu mạch máu, đều bị hào quang màu vàng ống, chiếu lên mảy mây tất hiện, theo quang mang xuyên suốt mà ra, kia từng cây đen nhánh mạch máu, ngay tại từ từ khôi phục thành màu đỏ tươi, hiển nhiên là trúng độc triệu chứng, ngay tại phi tóc chuyển biến tốt đẹp. Tưng ưng. Cô Lên Uyên gắt gao cắn chặt hàm răng, nhưng làm sao cũng không nhìn được trong thân thể cảm giác khác thường, từ trong lỗ mũi toát ra kiều mị tiếng trên rỉ, nói không nên lời đến tột cùng là thống khổ vẫn là dễ chịu, nàng vẽ mặt nhăn nhó lại cứng trắng chống đỡ mười mấy giây, cuối cùng bỗng nhiên há miệng ra, từ yết hầu chỗ sâu lóe ra một tiếng khàn khàn gào thét. A a. Hô. Hô. Ngay sau đó, cô lên quyên dùng sức ngồi dậy, thở hồng hộc, từ trong cơ thể nàng xuyên suốt mà ra quang mang, lúc này đã vô thanh vô tức tan biến, chỉ còn lại đầy người mồ hôi đầm đìa, chứng minh vừa mới tình cảnh, cũng không phải là một trận ma huyễn mộng cảnh. Ngô Một trận rất nhỏ cảm giác tê ngứa, để cô lên quyên vương tay ra, sờ về phía mình trên cánh tay vết thương, từ ngón tay truyền đến bóng loáng xúc cảm, để nàng giật nảy cả mình, lắc mông cúi đầu xem xét, lọc vào trong tầm mắt chỉ gặp một mảnh hoàn chỉnh da trắng noãn, nơi nào còn có cái gì vết thương tồn tại. Ông trời ơi! Nương theo lấy một tiếng kinh hô, chỉ nghe tầm một thanh âm vang lên, đỡ dậy Danny Render Duy Miết Cham, không tự chủ hai tay buông lỏng, để hắn lần nữa ngã ở trên sàn nhà. Một bên khác Lana Lenser, trợn tròn một đôi màu xanh biếc mắt to, không dám tin vương tay ra, tại cô lên Uyên trên cánh tay sờ soạn một cái ta không phải xuất hiện ảo giác A. Tại Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 SHIELG phát hiện mới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thấy thế, Sen không khỏi khóe miệng giật một cái, quay người đi hướng hôn mê bất tỉnh Danny Render, đem hắn đỡ đến trên ghế salon nằm xong, sau đó mới xoay đầu lại, đối còn tại sững sờ cô lên Uyên nói ra. Không cần cảm ơn, ta chỉ là cứu được mệnh của ngươi mà thôi. Nghe vậy, cô Lên Quyên lấy lại tinh thần, bị sen như thế một trêu chọc, lời cảm kích là thế nào cũng nói không ra miệng, cuộc cường nhết miệng nói. Dừng a, à, ai muốn ngươi cứu được? Sen vào việc của người khác. Ha ha, ngươi cao hứng liền tốt. Sen không quan trọng cười cười. Ta đi trước, Cung luân cùng the hen ở giữa ân oán, chúng ta quy tiên lưu cũng không muốn lẫn vào. Lão bản nghe vậy, cô Lenwyn còn chưa kịp lên tiếng, Lana sơ liền nhảy ra ngoài. Ngươi sao có thể dạng này? cứ như vậy mặc kệ sư phó a à nha. nàng không phải đã nhảy nhót tưng bừng sao? Sen xoay đầu lại, hai tay một đám nói. ngay cả cái sẹo đều không có lưu lại, phục vụ đủ chu đáo a, à, ngươi còn muốn ta thế nào? thế nhưng là, Lana còn muốn nói điều gì, bị cô Lenwyn mở miệng nhắc lời nói. Lana đừng nói nữa, ngươi cũng cùng sen cùng đi. Không. Lana dùng sức lắc đầu. Sư phó, ta lưu lại giúp ngươi, ta mới không giống lão bản như vậy không có nghĩa khí. Im ngay. Cô lên uyên từ trên giường đi xuống đến, không dung phủ định mở miệng nói ra. Lana, sen nói không có sai, đây là ta cùng the hen ở giữa ân oán, không phải hắn, càng không phải là ngươi, ngươi đi đi, tại ta thông tri trước ngươi, không cho phép lại đến võ quán tới. Sư phó. La Na cắn răng, đang muốn lại nói cái gì, Sen đột nhiên lôi nàng một cái. Đi thôi đi thôi, yên tâm đi, lần sau sư phó ngươi sắp ngõm rồi thời điểm, chúng ta lại đến cứu nàng. Ta nhổ vào. Cô Len uyên dựng lên một đôi xinh đẹp lông mày, nếu là lúc này trong tay có đau lời nói, khẳng định đã rút ra. Sen. Ngươi đây là tại nguyền rủa ta sao? lập tức từ ta võ quán bên trong lăn ra ngoài. Được được được. Sen dắt lấy còn không có kịp phản ứng la na, gọn gàng xoay người liền đi. Chúng ta cái này lăn. Đợi cho hai người ra võ quán đại môn, hoàn toàn bị làm mộng la na, lúc này mới dùng sức hất ra sen tay. Lão bản. Thả ta ra. Người tốt nhất đừng quay đầu. Sen mặc dù buông, nhưng cũng đồng thời gian hai cánh tay ra, ngăn cản la na đường đi, mặt mũi tràn đầy chăm chú khuyên nói ra. Ta rất rõ ràng cô lên tính cách, nếu như bởi vì chuyện của nàng mà liên lụy ngươi, nàng là vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, ngươi thật tôn kính cô lên, nên tôn trọng quyết định của nàng. Nghe vậy, Lana sửng sốt một chút, thái độ mềm xuống. Thế nhưng là... Lão bản, the hen, người ác như vậy độc, sư phó nàng hiện tại rất nguy hiểm a. À. Yên tâm đi, cô lên cũng không phải kẻ yếu, Sen án lấy Lana bả vai, ngành sinh xinh đưa nàng chuyển cái một bên, đẩy nàng hướng nhà mình nhà hàng phương hướng đi đến. Ngươi hẳn là lo lắng đối tượng, là, the hen, mới đúng. Là như vậy sao? Lana lắc lắc cổ quay đầu, hồ nghi nhìn sen một chút. Lão bản, chúng ta đến võ quán trước đó, ngươi cũng không phải nói như vậy. Sen á khẩu không trả lời được một lúc lâu, rốt cuộc tìm được cái lý do thích hợp. Tình huống hiện tại không đồng dạng nha ngươi không có nghe cô lên nói, sư phụ của nàng lập tức tới ngay sau. Đã đều đã gọi gia trường, còn có thể có chuyện gì? Nghe. Ngược lại là có mấy phần đạo lý bộ dáng. Lana ngửa đầu nhìn chầm chầm sen mặt, mười phần nhạy cảm nghi ngờ nói. Nhưng ta làm sao luôn cảm thấy, lão bản ngươi nói chuyện rất nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Bởi vì cô lên sư phó, bác đồ, nhưng thật ra là the hen năm ngón tay một trong A chính là không muốn cùng hắn đối mặt, ta mới gấp hoang mang rối loạn muốn chạy trốn tốt a à? sen ở trong lòng oán thầm một câu ngoài miệng tương đương qua loa nói ra ngươi cảm thấy sai lão bản ngươi càng là nói như vậy ta càng là cảm thấy ngươi rất khả nghi a à? sau 6 tiếng New York vùng ngoại thành tòa nào đó tuyệt đối không phải bí mật căn cứ quân sự trong đại lâu phiêu cung sơn trong tay cầm một phần thử máu báo cáo đi đến melinda mai chỗ trước bàn làm việc mai đã xác định, từ cấp độ gian đi lên nói, sen ly huyết dịch hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương, hắn thật không phải là người đột biến, cũng không phải dị nhân, là thời điểm, lại đi bái phỏng hắn một chút. Chờ một chút. Melinda Mai ngẩng đầu lên, chỉ vào trước mặt màn hình nói. Hiện tại có mới tình báo đến, ta nghĩ, ngươi cần xem trước một chút phần này video, sau đó lại làm quyết định. Từng. Phiêu cung sơn nhíu nhíu mày, không người góp qua đầu. Nghe người ý tứ, video này cùng hắn có. SHIT Đó là cái gì quỷ đồ vật? Kim hoàng sắc hình cầu thiểm điện sao? Đây là 6 giờ trước phát sinh sự tình, địa điểm là Lý Thị Cơm trưa quán phụ cận một nhà nhật thức võ quán. Người bây giờ còn cảm thấy, ta yêu cầu mang lên một đội đặc công nhân viên tùy hành, hoàn toàn là phản ứng quá độ sao? Phiêu Cung Sơn yên lặng xem hết video tại Melinda Mai trước mắt làm thủ thế. Đổ về đi một chút. Ta không nhìn lầm, u u đọc sách sen từ nam nhân kia thể nội rút ra một cái quan cầu, sau đó trong nháy mắt chữa khỏi cái kia bị bệnh liệt giường nữ nhân. Tại kia một trận ánh sáng hiện lên về sau, liền ngay cả cái vết thương đều không có lưu lại. Nam nhân kia đâu? Tại ngã xuống về sau ra sao? Là chết sao? Không chết, chỉ là một mực hôn mê bất tỉnh, hắn là Danny Render, Render tập đoàn người thừa kế, ở đây còn có Duy Mitcham, Render tập đoàn đóng sự. Nói, Melinda Mai lại mở ra một cái mới video. Càng có ý tứ chính là, ngay tại nửa giờ trước đó, một đội từ năm chiếc màu đen xe Việt giả, tạo thành vũ trang đội xe, xuất hiện ở căn này võ quán dưới lầu, đem hai cái này render tập đoàn đại nhân vật cho đón đi, từ trên xe bước xuống những người này, từng cái đều là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, trước mắt, bọn hắn đã thoát khỏi chúng ta theo dõi đi hướng không rõ phiêu cung sơn thật chặt nhíu mày cái kia vốn là bị bệnh liệt giường nữ nhân đâu cũng cùng bọn hắn cùng rời đi melinda mai phóng đại một chút video nàng gọi cô Lên uyên là gian kia nhật thức võ quán kẻ kinh doanh tinh thông võ sĩ đạo hòa hợp cả giận không chỉ có như thế ngươi nhìn nói chuyện cùng nàng người kia rõ ràng là những này vũ trang nhân viên thủ lĩnh những người này rất có thể đều là nàng gọi tới. Phiêu cung sơn xích lại gần nhìn thoáng qua, công nhận nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi. Cùng sen cùng một chỗ nên rời đi trước nữ nhân kia đâu? Melinda Mai từ trên bàn cầm lấy một phần giấy chất tư liệu, đưa cho phiêu cung sơn. Lana Lenser, đồng thời là lý thị cơm trưa quán nhân viên, cùng cô lên Uyên võ quán học sinh. Cho nên, lý luận của ngươi là, tại hai cái này trong video xuất hiện qua tất cả mọi người, bao quát trên đờ tập đoàn cùng không rõ thế lực vũ trang ở bên trong, tất cả đều cùng xen đề cập sư môn có quan hệ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Thái Dương Quyền Hình người tự đi pháo sáng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nghe vậy, Melinda Mai nhúng nhúng vai Ta nhưng một chữ đều không nói, đây đều là ngươi nói phiêu cung sơn đau răng giống như chật chật lưỡi. Sư môn của hắn gọi là cái gì nhỉ? Rùa cái gì? Quy tiên lưu. Thật là một cái tên kỳ cục. Phiêu cung sơn thở dài, vung tay lên nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn hảo hảo, nói chuyện, xin một. Không, xin hai đội đặc công nhân viên đồng hành, trong đó một đội làm hậu viện. Được rồi. Mai. Nét mặt của ngươi có thế chẳng phải hưởng thụ sao? Ha ha. Nửa giờ sau, đã đóng cửa lý thì cơm trưa trong quán. Lana. Xen phiền phức vô cùng những mí mắt. Ngươi có hết hay không? Đáp án cùng năm phút trước, cô lên vẫn chưa về. Nàng võ quán bên trong, một người, khí, đều không có. Lão bản, ngươi thật dùng, khí tức cảm ứng sao? Lana dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm sen ta thế nào cảm giác, ngươi chỉ là tại gạt ta. Còn có, nơi này cách sư phó võ quán, thế nhưng là có 500 mét trở lên khoảng cách, cách xa như vậy, ngươi thật có thể cảm ứng rõ ràng sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Một cây số bên trong, ta đều tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Xem một đôi mắt, đều nhanh muốn trở thành trắng bệt. Ngươi thật muốn biết nàng đi đâu, sẽ không mình gọi điện thoại cho nàng sao? Lại nói, Lana a. À. Cô lên mới là sư phó có được hay không, ngươi một cái làm đồ đệ, cái này thao chính là cái gì tâm a? À? Hừ. La Na kiều tiếu nhúng nhúng cái mũi. Không có lương tâm hắc lão bản. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi máu lạnh như vậy sao? Nghe vậy, sen trên trán nổi gân xanh, không chút khách khí mở miệng đuổi ngươi. Ngươi còn biết ta là lão bản. Mau cút cho ta. Ta phải nhốt cửa hàng khóa cửa. Ta không Lana ngẩng lên đầu nhếch lên miệng. Đêm nay ta liền ở nơi này, lão bản, ngươi khi đó cũng đã có nói, trên lầu gian kia phòng nghỉ, ta tùy thời có thể lấy xem như ký túc xá đến dùng, ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết a. À. Ở chỗ này có thể, nhưng là không cho phép đến phiền ta. Xen trừng Lana một chút, hung tợn cảnh cáo nói. Nửa đêm trước đó, ta đều muốn tại trong tỉnh thất tu hành, ngươi nếu là dám xông vào. Hả? nói được nửa câu, Sen bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa tiệm phương hướng, sau đó quay đầu, hết sức nghiêm túc đối Lana nói ra. Chúng ta có phiền toái, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không cho phép giải khai khí tức che đậy. Lão bản, ngươi cảm ứng được thập. Lana vấn đề vừa mở cái đầu, cũng chỉ gặp sáu cái võ trang đầy đủ đặc công binh sĩ, lấy chiến thuật trận hình xuất hiện ở cửa tiệm, sen đối Lana vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng trốn đến phía sau mình ngay sau đó liền nhìn thấy, tại những này đặt công binh sĩ chen chúc dưới, đổi lại một thân màu đen y phục tác chiến, đồng thời ở bên ngoài chụp vào một kiện chiến thuật áo lót chống đạn phiêu cung sừng dẫn đầu đi đến, theo sát phía sau, chính là Melinda Mai. Thấy bộ này chiến trận, sen trong lòng không khỏi, lập bộp một chút, âm thầm phỏng đoán nói. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ... Ta kỳ thật có chưa thức tỉnh ít ghen. Vẫn là nói, ta là có bộ phận người ngoài hành tinh ghen dị nhân. Cung Sơn đặc công, ngươi đây là ý gì? Xen ngăn ở Lana trước người, mở miệng chính là lời nói lạnh nhạt. Ta thế nhưng là vẫn luôn rất phối hợp công tác của các ngươi, đạt được chính là cái này hạ tràng sao. Lý Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Phiêu Cung Sơn rất lễ phép lên tiếng chào, chỉ vào nối đuôi nhau mà vào cái này đội đặc công binh sĩ nói. Rất xin lỗi, đây là cần thiết đề phòng biện pháp, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Sen ha ha, cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là nửa chữ cũng không tin, thử hướng cung sơn đưa ra yêu cầu nói. Nếu là như vậy, có thể để cho tiệm của ta viên rời đi trước sao? Nàng chỉ là người bình thường. Người bình thường. Phiêu cung sơn trên mặt mang mỉm cười, tiến lên một bước nói. Ta cũng không cho rằng như vậy. Câu nói này lời còn chưa dứt, sen đã là rõ ràng cảm giác được, sau lưng Lana bỗng nhiên rung rẩy một chút, lúc này hướng về sau duỗi ra cánh tay, bắt lại tay của nàng, nhẹ nhàng bóp một chút, ra hiệu nàng không muốn phát tác. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Xen qua một cái khác cánh tay, giả ra một bộ mười phần oán giận bộ dáng. Lana làm sao lại không phải người bình thường? Các ngươi hoài nghi ta là người đột biến, tốt, ta máu cũng làm cho các ngươi rút, đến bây giờ lúc này, không cho ta cái thuyết pháp còn chưa tính lại đến hoài nghi ta nhân viên. Ta bắt đầu có chút cảm thấy, các ngươi chính là tại nhầm vào ta à. Lý tiên sinh, ngươi không nên kích động. Phiêu cung sơn hiển nhiên đối sen rất là kiên kỵ, tại hắn giơ lên cánh tay đồng thời, lập tức lui về sau nửa bước, tay phải ấn tại bao súng bên trên. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Không có ác ý. Sen trừng ánh mắt lên đồng thời, dùng nhẹ tay khẽ đẩy đem Lana im ắng ra hiệu nàng trốn đến nhà hàng đằng sau đi, một cái tay khác, chỉ vào đem mình đoàn đoàn bao vây đặt công các binh sĩ nói. Vậy liền để bọn hắn để súng xuống. Có thể. U U đọc sách, phiêu quân sơn đầu tiên là đáp ứng, sau đó xuất ra một bộ đặc chế công nghệ cao còng tay. Chỉ cần ngươi đeo lên cái này, không ai sẽ lại dùng hồng súng chỉ vào ngươi. Nghe vậy, sen nheo mắt lại, nhìn một chút đem mình tứ phía vây quanh sáu tên đặc công binh sĩ, cùng bọn hắn đặt tại trên tay Asaun Trithver. Thời gian qua đi hơn một cái tuần lễ, kế sông và phủ đầu ban tổng bộ về sau, hắn lần nữa đứng trước đông đảo súng ống uy hiếp, nhưng mà lần này hắn cũng không giống như là lần trước như thế thúc thủ vô sách. Muốn ta thúc thủ chịu trói được a? À. Sen nâng lên hai tay, làm ra một cái hình như là nhấc tay đầu hàng tư thế, nhưng có chút kỳ quái là hai tay của hắn cách đầu đặc biệt gần. Mười ngón tay tất cả đều nhắm ngay cái trán, ngay tại phiêu cung sơn phát giác được có chút không đúng đồng thời, hắn cười lạnh lộ ra răng. Đây chính là các ngươi bức ta đó, Thái Dương Quyền. Sau một khắc, ngay tại Thái Dương Quyền, ba chữ tiếng nói chưa rơi thời điểm, một đoàn trắng lóa mà kịch liệt cường quang, đột nhiên tại sen trên đầu sáng lên, chói mắt trình độ, có thể so với giữa trưa ánh nắng. Gắt gao tập trung vào hắn sáu tên đặc công binh sĩ, tại bất ngờ không đề phòng, nhau nhào, nhào kêu thảm che mắt, tất cả đều lâm vào tính tạm thời mù trạng thái, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Hư hư. Hình người tự đi pháo sáng. liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Xen lộ ra một cái tươi cười đắc ý, đối mặt đem khí chuyển hóa làm ánh sáng mãnh liệt có thế, nhằm vào thị giác không khác biệt công kích thái dương quyền. Trên trận cơ hồ không có người may mắn thoát khỏi tại khó, đồng thời bị lóe mù con mắt, còn có cầm súng ngắn ngắm chuẩn lấy hắn Melinda Mai, thậm chí ở vào sau lưng hắn Lana, cũng đều bất hạnh bị ngộ thương. Một cái duy nhất chống cự mù mặt trái trạng thái, cũng chỉ có mang theo kính râm phiêu cung sân, về phần hắn tại sao muốn tại đêm hôm khuya khoác mang kính râm, đây chính là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Động thủ trước, sau BB Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sáu tên đặc công binh sĩ cùng Melinda Mai, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, biết rõ đang nhìn không thể xem tình huống dưới, lung tung nổ súng rất dễ dàng ngộ thương đồng bạn, chẳng những tất cả đều hạ thấp hồng súng, ngón tay cũng đều cách xa cò súng, mà đợi đến phiêu cung sơn cái này còn sót lại chiến lực, từ bên hông trong bao súng rút súng lục ra lúc, sen đã là hổ gặp bầy dê, đầu tiên nhào về phía những cái kia cầm trong tay hỏa lực nặng đặt công các binh sĩ. Phiêu cung sơn cố kỵ đồng bạn, không dám tùy tiện nổ súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sen một đấm một cái, chiêu chiêu đối đầu, trong chớp mắt liền đánh ngã hai cái đặc công binh sĩ, tại ngắn ngủi 10 giây bên trong, rộng rã một đội đặc công binh sĩ, đã là ngổn ngang lộn xộn toàn bộ ngã trên mặt đất, hết thảy đều đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, đương sen làm xong nguyên một đội đặc công binh sĩ, tìm tới Melinda Mai lúc, nàng đã là khôi phục bộ phận thị lực, đáng tiếc thì đã trễ, đơn thuần sát người vật lộn, cho dù là nàng, cũng căn bản không phải là đối thủ của sen tại lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn bị nghiền ép tình huống dưới, hai ba chiêu liền bị sen cho dao nọc giới, bóp chặt cổ chế phục trong tay. Sen tiện tay ném đi đoạt tới súng tay tự động, nhìn về phía một bộ như lâm đại địch bộ dáng phiêu cung sơn, trong miệng lấy mệnh khiến ngữ khí nói ra. Khẩu súng để dưới đất. Phiêu cung sơn nhìn sen trong tay Melinda mai một chút, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, không có lựa chọn nào khác không lưng đi xuống, đem súng lục đặt ở trên mặt đất. Sen tiến lên một bước, một cước đá bay trên đất súng ngắn, sau đó, liền rất sảng khoái buông ra Melinda Mai, một tay lấy nàng đẩy hướng phiêu cung sân. Hiện tại, chúng ta có thể nói một chút. Sen tùy tiện tại một cái bàn trước ngồi xuống, chỉ vào cái ghế đối diện nói. Mời ngồi. Dứt lời, Sen lại quay đầu đi, đối khôi phục thị lực Lana nói ra. Lana, ngươi đi trước trên lầu, ta không có la ngươi, không muốn xuống tới. Lana vuốt vuốt đỏ bừng hai mắt, có chút ít quán trách nhìn Sen một chút, nhưng vẫn là nghe lời đi đến thang lầu, đi đến nhà hàng lầu hai phòng khách. Một bên khác, Phil Cung Sơn cùng Melinda Mai liếc nhau một cái về sau, song song tại sen ngồi đối diện xuống tới, Phil Cung Sơn trước tiên mở miệng nói. Lý Tiên Sinh, ngươi là có hay không biết, tập kích FBI đặc công, nhưng là muốn ngồi tù trọng tội. Thôi đi. Sen biểu môi khinh thường, cất minh bạch đương hồ đồ, mở miệng chính là ác nhân cáo trạng trước. Đừng giả bộ, ta đều sớm đã nhìn ra, các ngươi căn bản cũng không phải là FBI đặc công. Nói đi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhầm vào ta? Hiểu lầm, hiểu lầm. Nghe vậy, phiêu cung sơn vội vàng khoát tay áo, giọng thành khẩn giải thích nói. Không sai, chúng ta thực sự không phải tới từ FBI, nhưng chúng ta xác thực thuộc về ban ngành chính phủ, cũng đúng là đến điều tra tình tiết vụ án, cũng không phải là tận lực nhằm vào ngươi. Nói, phiêu quân sơn móc ra mình chân chính giấy chứng nhận, bày tại sen trước mặt. Chúng ta là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục đặc công, chuyên môn xử lý cùng siêu tự nhiên lực lượng có liên quan vụ án, hoàn toàn là ra ngoài nguyên tắc bảo mật, cho nên mới sẽ giả tá FBI danh nghĩa. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục sen giống như cười mà không phải cười mắt nhìn giấy chứng nhận. Tốt à, ta có chút tin tưởng đây là sự thật, cung sơn đặc công, ngươi thoạt nhìn là người thông minh, nếu như dự định gạt ta, hẳn là sẽ không biên ra một cái như thế hoang đường tên tới. Ê! Phiêu cung sơn ngay ra một lúc, biểu lộ có chút cổ quái tiếp tục nói ra. Kỳ thật, chúng ta đã thông qua ghen kiểm trắc, xác nhận ngươi cũng không phải là người đột biến cùng dị nhân, lần này tới, là cùng một chuyện khác có quan hệ. Mai, đem chiến thuật tắm phẳng cho ta. Từ Melinda Mai trong tay tiếp nhận một khối màu đen máy tính bản về sau, Phil sơn ấn mở một cái video, phát ra cho Sen nhìn. Có thể hay không mời ngươi giải thích một chút, xế chiều hôm nay thời điểm, tại cô lên uyên võ quán bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ừm. Sen chỉ liếc một cái, lập tức nhíu chặt lông mày, không trả lời mà hỏi lại nói. Các ngươi phái người theo dõi ta cho ta giải thích một câu, vào lúc đó, chúng ta còn không có xác nhận thân phận của ngươi, giám sát ngươi động tĩnh là tiêu chuẩn quá trình. Hư. Sen khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Chuyện này rất phức tạp, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước ân oán, ngươi xác định muốn biết. Ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu, đây chính là cái phiền phức ngập trời, nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không muốn đi thùng cái này tổ ông vào vẻ mấy trăm năm trước. Phiêu Cung Sơn chẳng những không có lùi bước, ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng truy vấn. Mời ngươi kỹ càng nói rõ một chút. Từ chỗ nào nói lên đâu? Sen trầm ngâm một chút, trong miệng chậm rãi nói đến. Trước nói Danny Render đi, hắn là một hệ liệt sự kiện hạch tâm, các ngươi hẳn phải biết, 15 năm trước. Bọn hắn một nhà ba miệng ngồi tai nạn máy bay, rơi vỡ tại Hoa Quốc cảnh nội, cha mẹ của hắn tại chỗ bỏ mình, nhân viên phi hành đoàn cũng không một may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có hắn may mắn sống tiếp được, u u đọc sách bị côn luân võ tăng cứu. Côn luân. Phiêu cung sơn lặp lại một chút cái danh xưng này. Đây là một cái hoa quốc địa danh sao? Côn luân là một cái ẩn thế võ học thánh địa, cùng chúng ta quy tiên lưu có chút tương tự, mấy ngàn năm qua đều một mực truyền thừa lấy khí tu hành. Xem đơn giản giải thích một câu về sau, khoát tay áo nói ta không phải côn luân người, càng nhiều tân bí, không tới phiên ta đến nói cho ngươi, ngươi về sau đến hỏi Danny Render đi. Chúng ta nói tiếp đi, Danny Render được cứu về sau, lưu tại côn luân học nghệ, đồng thời tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành côn luân cái này một đời bất hữu thiết quyền, về sau hắn. Ngươi nhấc tay làm gì? Ta thương mại cũng không phải tại cho ngươi lên lớp. Phiêu cung sơn lúng túng để cánh tay xuống, vội ho một tiếng hỏi. Khụ khụ, bất hủ thiết quyền lại là cái gì? Ngươi chỉ cần biết rằng, bất hủ thiết quyền là côn luân chiến lực mạnh nhất là được rồi, vẫn là câu nói kia, ta không phải côn luân người, bọn hắn tân bí không tới phiên ta tới nói. Sen lần nữa nhấn mạnh mình sẽ không bao biện làm thay về sau, tiếp lấy tiếp tục nói ra. Danny Render trở thành thiết quyền về sau, tự mình rời đi côn luân, trở về quê quán New York, lại ngoài ý muốn ở chỗ này phát hiện, the hen, tung tích. Đến ta biết ngươi lại muốn hỏi. The Hen là từ năm tên Côn Luân Phản Đồ, sáng tạo ra một cái dưới đất thế lực, đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, trải rộng tại toàn cầu nhiều cái quốc gia, nành vuốt vô số, quyền thế ngập trời, không cần làm nhiều giải thích, ngươi cũng hẳn là minh bạch, The Hen là Côn Luân tử địch, mà Danny Render làm Côn Luân mạnh nhất thiết quyền, tiêu diệt The Hen có thể nói là số mạng của hắn, không biết là nguyên nhân gì. Hắn tìm cô Len Quyên hỗ trợ đối phó The Hen, Kết quả kém chút đem nàng hại, chết. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả, chương 28, sát chiêu, cây kéo. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dứt lời, sen chỉ chỉ trên bàn máy tính bảng, cuối cùng nói một câu. Phần này trong video hình tượng, chính là ta mượn Danny render thiết quyền cứu chữa trúng độc sắp chết cô lên uyên, về phần ta đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? thiết quyền vì cái gì có thể chữa trị trúng độc thật có lỗi đây đều là bí mật địa thế còn mạnh hơn người dù là phiêu cung sơn hữu tâm truy vấn giờ phút này cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ cầm qua máy tính bản, mở ra một cái khác video lý tiên sinh ta còn có một vấn đề cô len uyên lại là cái gì thân phận những này tiếp đi danny render người là nàng gọi tới không sai a à? xen do dự một chút hữu tâm né tránh vấn đề này nhưng lại cảm thấy trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, tại thoáng trầm mặt một hồi về sau, hắn cuối cùng vẫn lời nói thật thực nói ra. Bọn hắn chính là The Hen, nói chuyện với cô lên người kia, là sư phụ của nàng, bác đồ, The Hen, nằm ngón tay, một trong. Cái này giống như có chút tự mâu thuẫn a. À. Phiêu cung sơn nhíu mày, trực tiếp làm nghi ngờ nói. Trước ngươi nói qua, cô lên uyên là bởi vì đối kháng The Hen mà bị thương. Cũng không mâu thuẫn. Sen khe khẽ lắc đầu, sắc mặt phức tạp giải thích nói. Cô Len không biết mình hiệu lực tại The Hen, nàng vẫn cho là, bác đồ kinh doanh là một cái cơ quan từ thiện. Phiêu Cung Sơn bán tính bán nghi nhẹ gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Lý Tiên Sinh, nếu như ngươi không ngại, ta muốn hỏi một chút, các ngươi quy tiên lưu, tại ở trong đó vai trò là cái gì nhân vật? Không có chúng ta chuyện gì. Sen làm như có thật nói ra chúng ta quy tiên lưu cùng công luân không giống, là triệt triệt để để ẩn thế môn phái, ở thế tục ở giữa căn bản không thiết bên ngoài nhân viên, mà theo ta được biết, cho tới bây giờ, nhập thế quy tiên lưu đệ tử, cũng chỉ có ta một người, mà nếu không phải cô Lên Uyên là lão bằng hữu của ta, ta không thể thấy chết không cứu, ta cũng căn bản sẽ không đi lẫn vào công luân cùng the hen ân oán. Ý của ngươi là nói, Côn Luân là có bên ngoài nhân viên tồn tại sao? Kích thước của bọn họ lớn bao nhiêu? không thể trả lời, ngươi đi hỏi Danny Render. Cung Sơn im lặng quay đầu, cùng Melinda Mai trao đổi một ánh mắt, gặp nàng mịt mờ biểu thị khẳng định về sau, lặng lẽ sờ tay vào ngực, đi lấy dấu ở chiến thuật trong áo lót một thanh khác súng ngắn. Cung Sơn đặt công, ngươi đừng vội móc súng. Sen hô ngừng phiêu Cung Sơn tiểu động tác, tại sắc mặt hắn đại biến đồng thời, chỉ chỉ cửa tiệm phương hướng nói. Ta biết, ngươi vụng trộm kêu gọi hậu viện, đã đến ngoài cửa mà lại hơn phân nửa là đạt được ngươi chỉ thị, tất cả đều trang bị ngăn cản cường quan kính râm, tại ngươi phát tín hiệu để bọn hắn xông tới trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi làm tốt để bọn hắn hy sinh chuẩn bị tâm tư sao? Xen mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra câu nói này đồng thời, cùng nổi lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, đầu ngón tay nhắm ngay trước người cái bàn, cách không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu lam nhạt hình cung quan nhận, theo hắn chập ngón tay lại như dao gọt cắt động tác lặng yên trong không khí hình thành, ngay sau đó, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng tay, im ắng cắt chém tại trên mặt bạn, cơ hồ là không có nhận bất kỳ cách trở, liền lập tức đem trọn trương gỗ thật cái bàn, từ đầu tới đuôi cắt thành hai nửa. Quảng tu ti, cây kéo, đem khí ngưng tụ tại đầu ngón tay thả ra, đã có thể ngang vạch ra khí nhận, cũng có thể dọc đâm ra khí kiếm, khí nhận hòa khí kiếm tốc độ phi hành, sắc bén trình độ, cũng có thể liên lụy phạm vi, đều cùng chuyển vận khí cường độ thành có quan hệ trực tiếp, là quảng tù tì. Tảng đá cây kéo vải bên trong, lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Loại uy lực này kinh khủng sát chiêu, không đến sinh tử tương bác thời điểm, hiển nhiên không thích hợp dùng đến, giờ phút này bị sen lấy ra cho thấy quyết tâm, cũng làm tiếng một bước uy hiếp, hiệu quả có thể nói là cực kỳ rõ rệt. Phiêu cung sơn mang theo một bộ biểu tình kinh hải, liên tục không ngừng đối trong tai nghe quát. Đình chỉ hành động ta lặp lại một lần. Toàn viên đình chỉ hành động. Lựa chọn sáng suốt. Sen cười lạnh đứng dậy, chỉ vào lúc trước ngã trên mặt đất kia đội đặc công binh sĩ nói: "Ta không có thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, cũng không phải bởi vì nhân từ nương tay, càng không phải là bởi vì ta làm không được, mà là bởi vì New York là nhà của ta, ta chỉ muốn bình tĩnh ở chỗ này sinh hoạt, không muốn gây phiền toái cho mình, các ngươi tốt nhất đừng đánh vỡ phần này bình tĩnh, nếu không cần ngẫm lại hậu quả phải chăng gánh chịu nổi phiêu cung sơn hít sâu một hơi thoáng bình phục tâm tình về sau dựa vào lý lẽ biện luận mở miệng nói ra lý tiên sinh năng lực của ngươi xác thực rất cường đại nhưng cũng chính là bởi vì dạng này chúng ta không có khả năng đối ngươi bỏ mặt không quan tâm một khi năng lực của ngươi mất khống chế tạo thành nguy hại đem không cách nào đánh giá không biết nhiều ít vô tội sinh mệnh đều sẽ dừng a à. Sen dùng một tiếng khịt mũi đánh gãy phiêu cung sơn lời nói cung sơn đặc công ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì năng lực mất khống chế ngươi cho rằng ta thực lực u u đọc sách là giống như người đột biến bỗng dưng chiếm được sao đừng nói giỡn vừa mới cái kia đạo khí nhận là chúng ta quy tiên lưu nhập môn công phu một trong ngươi biết ta dùng bao lâu mới học được sao mười năm xen so với một cái đại biểu thập thủ thế ta tu hành ròng rã 10 năm, mới có hôm nay thực lực, trong thân thể mỗi một tia mỗi một hào khí, đều dựa vào từng ngày khổ tu có được, hoàn toàn nhận khống chế của ta, ta hỏi ngươi, ngươi làm một trải qua huấn luyện nhân viên chiến đấu, cầm thương thời điểm sẽ không cẩn thận cướp cò sao? Đương nhiên sẽ không, trải qua thời gian dài. Úc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Phiêu cung sơn lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Ngươi nói là, tự như ta thông qua huấn luyện phương thức, có thể hoàn toàn nắm giữ súng trong tay, người thông qua tu hành phương thức cũng có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình, tuyệt sẽ không mất đi khống chế. chính là cái đạo lý này. xen nhẹ gật đầu, đem quyền lựa chọn ném cho phiêu cung sơn. như vậy, cung sơn đặt công, hiện tại mời nói cho ta, ngươi vẫn kiên trì muốn đem ta cộng lại còng tay sao? phiêu cung sơn trầm mặc suy tư một trận, ngẩng đầu lên nói ra. ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn sự tình phát triển đã vượt ra khỏi quyền hạn của ta phạm vi ta sẽ đem tình huống của ngươi chi tiết hồi báo cho thượng cấp đến tột cùng xử trí như thế nào phải do bọn hắn tới làm quyết định có thể xen lý giải nhẹ gật đầu làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế ngươi tùy ý nhưng là vào hôm nay quá khứ trước đó các ngươi tốt nhất cho ta một cái minh xác thuyết pháp tốt phiêu cung sơn vương người đứng dậy chỉ chỉ những cái kia hôn mê trên mặt đất đặt công nhân viên. Ta có thể để người tiến đến, đem bọn hắn cho mang đi sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Thần bí độc nhãn hát trọc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đương nhiên Sen đi theo đứng lên, gật đầu nói Ta nhưng không có cưỡng ép con tin dự định, bất quá, ngươi cần phải quản tốt đội viên của ngươi, chuyện xấu nói trước nếu như bọn hắn có cái gì quá kích hành vi, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Xin yên tâm, bọn hắn đều là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, coi như trong lòng không tán đồng, cũng sẽ không làm ra chống lại mệnh lệnh hành vi. Phiêu Cung Sơn cấp ra một câu cam đoan về sau, đè lại tai nghe ban bố liên tiếp mệnh lệnh, làm hậu viện một cái khác chi đặt công đội, tùy theo để giải trừ vũ trang trạng thái, nhau nhau đi vào trong tiệm, đem bọn hắn những cái kia hôn mê bất tỉnh đồng bạn, cùng tán loạn trên mặt đất súng ống cùng một chỗ đóng gói mang đi sau đó phiêu cung sơn kêu lên melinda mai cùng một chỗ hướng sen cáo từ vậy chúng ta liền đi trước sau đó lại cùng ngươi liên hệ chờ một chút sen đưa tay ngăn cản bọn hắn chỉ vào tấm kia bị cắt thành hai nửa cái bàn nói trước tiên đem bàn của ta tiền cho bồi thường phiêu cung sơn im lặng nhìn một chút cái bàn kia đó là ngươi mình hủy hoại đừng tìm lấy cớ. Xen đánh gãy cung sơn trong miệng tranh luận, lý trực khí tráng trừng ánh mắt lên. Biết hay không cái gì gọi là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Nếu không phải là bởi vì các ngươi, bàn của ta sẽ xấu sao? Nhanh! Bồi thường tiền. Phiêu cung sơn mang theo một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, từ trong túi móc bóp ra, móc móc lục soát rút ra một trương tiền mặt đến. Đủ rồi sao? Một trăm Mỹ đao ngươi thương mại là đang đùa ta. Sen đoạt lấy cung sơn túi tiền, vén lên xem xét, không khỏi khóe miệng giật một cái. Cung sơn đặt công, ngươi cũng quá keo kiệt điểm A, đi ra ngoài liền mang 100 khối tiền. 100 khối đã rất nhiều. Phiêu cung sơn tức giận đoạt lại túi tiền, nhếch miệng nói. Chí ít đủ mua một cái bàn. Nhựa plastic cái bàn còn tạm được. Sen liếc mắt. Ngươi đi đi nhớ kỹ a à, ngươi thiếu ta một trương tốt nhất bàn gỗ tử đàn tử ngươi cái bàn kia không phải đỏ đi mau đi mau chờ ta lưu ngươi uống trà sao đuổi đi cung sơn cùng đặt công mai về sau sen khóa lại mặt tiền cửa hàng kéo màn cửa ngăn cách phía ngoài ánh mắt vừa mới làm xong đây hết thảy hắn bỗng nhiên liền dưới chân mềm nhũng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất lão bản đi xuống thang lầu lana lenser kinh hô một tiếng chạy tới Đỡ dậy sen nói Ngươi không sao chứ Xuyệt Sen trước làm cái im lặng thủ thế Sau đó mới vỗ vỗ Lana bả vai Nhẹ giọng Trấn An nói Đừng lo lắng Ta chỉ là bởi vì liên tục sử dụng khí công Tức giận đến khôi phục theo không kịp tiêu hao Tiêu hao quá lợi hại Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt Nghe vậy Lana không khỏi nhếch miệng Lão bản ngươi cũng thật là Rõ ràng là gượng chống đến bây giờ Thế mà còn có tâm tư cùng bọn hắn muốn cái bàn tiền. Ngươi hiểu cái gì? Sen Khinh Bỉ nhìn Lana một chút. Cái này gọi phô trương thanh thế. Trên trán của ta cũng sớm đã là mồ hôi đầm đìa, bọn hắn không phải không hoài nghi tới ta thoát lực, chỉ bất quá không có cách nào xác định mà thôi, ta nếu là biểu hiện ra một chút xíu vội vã để bọn hắn rời đi ý tứ, cái kia cung sơn lập tức liền sẽ trở mặt. Thế nhưng là Lana lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ. Các ngươi không phải đã giảng hòa sao? Ha ha. Sen cười lạnh một tiếng. Đó là bởi vì Cung Sơn tin tưởng, nếu như làm cho ta phản kháng, khẳng định sẽ náo ra nhân mạng. Bằng không, ta sớm đã bị còng lại mang đi. Lão bản, theo ta thấy, là ngươi ý nghĩ quá âm u đi. Cái kia Cung Sơn đặc công, nhìn tính cách rất hiền lành, ta cảm thấy hắn hẳn là một cái người tốt không có ngươi nói như vậy âm hiểm ha ha ngay thơ tiểu cô nương nha đừng đùa ta bật cười uy ngươi liền lớn hơn ta một tuổi mà thôi lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện ta cần phải tức giận tốt 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 không nói thì không nói dìu ta lên trên lầu đi nằm một hồi ta thật sự là không còn khí lực hư lão bản ngươi nặng như vậy ta chỉ là một cái ngây thơ tiểu cô nương làm không được nha sau một giờ Nước Mỹ bản đồ bên trên cái nào đó tuyệt đối không tồn tại vị trí SHEELJ tam xoa kích tổng bộ. Côn Luân, The hen Một cái mang theo nửa bên màu đen bịt mắt, che khuất toàn bộ bên trái hốc mắt đầu trọc người da đen, người khoác một kiện màu đen áo khoác dài, ngồi tại một trương to lớn sau bàn công tác, dùng chỉ có một con mắt phải tập trung vào trong tay hai phần báo cáo điều tra, lẩm bẩm hai cái danh tự này nói. Bọn hắn lại bắt đầu không an phận cục trưởng, ngươi biết bọn hắn. Trước bàn làm việc đứng đấy một cái đồ tây đen, chính là phiêu cung sơn, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem độc nhãn hát trọc. Ta vì cái gì chưa hề chưa nghe nói qua. Đây là cấp 8 cơ mật, vượt ra khỏi quyền hạn của ngươi. Độc nhãn hát trọc nhìn cung sơn một chút. Bất quá, đã ngươi đã biết, như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi đạt được tình báo không sai. Cung sơn ẩn nấp nhếch miệng, tiếp lời nói theo Sen Li nói, Côn Luân còn có một cái gì bên ngoài thế lực tồn tại, trong cục đối với cái này có hiểu biết sao? Hắn không có nói sai. Độc nhãn hát trọc nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều khái quát một câu. Chân thuần hội, u u đọc sách thế lực mặc dù so ra kém the hen, nhưng là cũng không thể khinh thường. Dứt lời, độc nhãn hát trọc, hừ hừ, cười lạnh một tiếng. Không nên bị cái tên này mê hoặc, chân thuần hội, thành viên, tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp, thậm chí có thể xưng là tử sĩ, dù sao, bọn hắn tồn tại lý do duy nhất, chính là hủy diệt the hen, cho nên, nhân số mặc dù so the hen ít hơn nhiều, mức độ nguy hiểm lại là tuyệt không thấp. Như vậy, quy tiên lưu, đâu? Sen mặc dù không có nói rõ, nhưng mỗi khi hắn đề cập côn luân cùng the hen lúc, cuối cùng sẽ không tự chủ để lộ ra một cổ cảm giác ưu việt, bởi vậy có thể thấy được, quy tiên lưu thế lực, chí ít không thể so với bọn hắn chênh lệch. Nghe vậy, độc nhãn hát trọc lộ ra một cái có chút hăng hái biểu lộ. Đây chính là có ý tứ địa phương, sớm tại thế kỷ trước, chúng ta liền đã biết được côn luân cùng the hen tồn tại, mà quy tiên lưu cái tên này, ta còn là hôm nay mới từ trong miệng ngươi biết đến. Cung sơn lông mày dương lên. Cục trưởng ý của ngươi là. Sen đang nói láo. Căn bản cũng không có cái gọi là quy tiên lưu. Không. Độc nhãn hát trọc lắc đầu đã hắn biết nhiều như vậy cung luân cùng the hen tân bí, tất nhiên cũng là xuất thân từ trong hội này, không thể nào là người ngoài cuộc, ta lại cảm thấy hắn nói là sự thật, Quy Tiên Lưu là một cái hoàn toàn ẩn thế võ học môn phái, trong thế tục cũng chỉ có hắn một người đệ tử, cũng chính bởi vì bọn hắn quá mức điều thấp, cho nên chúng ta mới một mực không có từng thu được tình báo. Nghe hắn nói như vậy, Cung Sơn không khỏi lộ ra một cái hết sức kinh ngạc biểu lộ. Út, đây thật là hiếm lạ cục trưởng ngươi cũng sẽ có tin tưởng người khác thời điểm sau. Độc nhãn hát trọc hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn chiến thuật máy tính bản, lần nữa nhìn một chút trong màn hình sen vung ra khí nhận một màn kia. Không phải ta tin tưởng hắn, mà là trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Quy tiên lưu vô hình uy hiếp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dứt lời, độc nhãn hát trọc buông xuống chiến thuật tắm phẳng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói. Cung sân, trấn an một chút sen ly, tại thu hoạch được càng nhiều liên quan tới quy tiên lưu tình báo trước đó, chúng ta cũng tận lượng đối với hắn khai thác thủ đoạn ôn hòa. Cung sân dương lên nửa bên lông mày, biểu lộ lộ ra càng phát ra kinh ngạc. Cục trưởng, đối với cái kia thần thần bí bí quy tiên lưu, chúng ta có cần phải kiên kỵ như vậy sao? Đương nhiên là có tất yếu. Độc Nhãn hát trọc thân thể nghiêng về phía trước, dùng chỉ có một con mắt gắt gao tập trung vào Cung Sơn. "Ta hỏi ngươi, theo Sen Li nói, hắn những cái kia siêu tự nhiên năng lực, tất cả đều là dựa vào học tập cùng tu hành đến nắm giữ, đối với cái này ngươi có bất kỳ hoài nghi địa phương sao?" "Cũng không có." Cung Sơn không chậm trễ chút nào lắc đầu. "Mặc dù khó có thể tin, nhưng chúng ta đã loại bỏ bất luận cái gì khả năng, còn lại một cái duy nhất đáp án." vô luận lại thế nào không thể tưởng tượng, vậy cũng nhất định chính là sự thật. Độc nhãn hát trọc nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa ngồi thẳng người, ngữ khí nghiêm khắc hỏi ngược lại. Như vậy, đối với một cái có thể ổn định bồi dưỡng được siêu tự nhiên chiến lực tổ chức thần bí, chúng ta dựa vào cái gì không dành cho độ cao cao nhất độ coi trọng? Ta hiểu được, cục trưởng. Cung Sơn hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ta sẽ tận lực từ sen nơi đó, thu hoạch liên quan tới quy tiên lưu tình báo. Độc nhãn hát trọc từ một tiếng, ngồi trên ghế dựa vào phía sau một chút, hai cước gác ở trên bàn công tác nói. Đi thôi, cái này nhiệm vụ tạm thời liệt vào cấp 8 cơ mật, bất kỳ cái gì liên quan tới quy tiên lưu tình báo, ngươi cũng trực tiếp hướng ta báo cáo, còn có, tại ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ trước đó, ta cũng sẽ đem quyền hạn của ngươi lâm thời tăng lên tới cấp 8. Ồ, vậy nếu như ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không lâm thời hai chữ liền có thể trừ đi? đúng, đồng thời bỏ đi còn có cấp 8 hai chữ. Phiêu Cung Sơn yên lặng xoay người sang chỗ khác, đi ra độc nhãn hát trọc cục trưởng văn phòng, chỉ gặp Melinda Mai liền chờ tại cạnh cửa, tại nàng đặt câu hỏi trước đó, Cung Sơn nâng lên một cái cánh tay nói. Mai, ngươi biết quy củ, cấp 8 cơ mật, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Ngươi cũng không đủ tư cách. Melinda Mai không cam lòng nhăn nhăn lông mày. Ngươi giống như ta, đều là cấp 7 đặc công hiện tại là cấp 8. Phiêu cung sơn nhúng nhúng vai. Mặc dù chỉ là lâm thời. Hừ. Melinda Mai hừ lạnh một tiếng, cưu hận chuyển di mở miệng hỏi. Vậy chúng ta lúc nào dẫn người đi bắt tiểu tử kia? Cái này cũng có thể nói đi. Chúng ta không bắt hắn. Phiêu cung sơn lắc đầu, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Hoặc là nói, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn vận dụng vũ lực. Vì cái gì? Melinda Mai nổi giận đùng đùng nhìn lại. Tiểu tử kia cổ quái kỳ là thủ đoạn mặc dù không ít, nhưng là tại có chuẩn bị tình huống dưới, chúng ta hoàn toàn có thể cầm hạ hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đối với hắn, cục trưởng có an bài khác. FUSUKA. Bình tĩnh, tiểu tử kia cũng không có làm bị thương ngươi không phải sao? Phiu cung sơn lần nữa nhúng nhúng vai so với cường độ thấp não chấn động kia sáu cái thằng xui xẻo, ngươi thậm chí ngay cả một điểm trầy da đều không có, có cái gì tốt canh cánh trong lòng. Ha ha! Melinda Mai cười lạnh không thôi. Cung Sơn, ta hiện tại chỉ là rất muốn đánh người, về phần đánh ai, ta kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Nghe vậy, Cung Sơn trong nháy mắt liền đứng thẳng, vội ho một tiếng nói. Khụ khụ, tóm lại. Ta dự định đơn độc đi cùng hắn nói chuyện ngươi cũng không cần theo giúp ta thức đêm về sớm một chút nghỉ ngơi đi đây là tới từ thượng cấp mệnh lệnh sao tám cấp đặc công cung sơn cũng không phải là nếu như ngươi nhất định phải đi theo ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi nhưng là ngươi chỉ có thể làm hậu viện không thể cùng ta cùng một chỗ hành động ha ha đây là ý gì sao khoan hãy đi a à, nói thật rốt cuộc là ý gì sau một tiếng rưỡi phiêu cung sơn một người lái xe đi tới lý thị cơm trưa quán phụ cận hắn vừa mới đẩy cửa xuống xe một cái đồ tay đen liền tiến lên đón gọn gàng mà linh hoạt báo cáo mục tiêu còn tại nguyên địa bất quá bởi vì hắn kéo lên tất cả màn cửa chúng ta chỉ có thể thông qua hồng ngoại hình ảnh đến xác định vị trí của hắn tình huống cụ thể không rõ ta đã biết cung sơn nhẹ gật đầu từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại Quy, Lý Tiên sinh ngươi tốt, ta là phiêu cung sân. Lý Thị Cơm trưa quán lầu 2, sen từ trên giường xoay người mà lên, câu mày đối trong điện thoại nói ra. Ngươi là thế nào biết ta? Được rồi, coi như ta không có hỏi, nói đi, các ngươi muốn đem ta thế nào? Ta liền tại phụ cận, có thể cho ta mở cửa sao? Chúng ta ở trước mặt đàm, xin yên tâm, ta là một người tới. Sen im lặng đẩy cửa phòng ra, một bên hướng thang lầu đi đến, một bên ở trong điện thoại nói ra. Cung sơn đặc công, ta biết ngươi là đặc công, nhưng ngươi liền không thể giống người bình thường đồng dạng gõ cửa sao? Ta chỉ là muốn lễ phép một điểm. Cung sơn đi đến lý thì cơm trưa quán trước cửa chính. Tới cửa trước đánh trước điện thoại, u u đọc sách đây không phải tiêu chuẩn lễ tiết sao? Vậy cũng muốn người khác cho ngươi lưu quá điện thoại mới được. Xen cúp điện thoại, mở ra cửa tiệm ở trước mặt nói với cung sơn trong vòng một ngày ba lần đến mời ta còn thực sự là vinh hạnh a cung sơn nghe được cái này rõ ràng ý trào phúng nhưng lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ tính tình rất tốt cười cười nói không sai chúng ta xác thực đối ngươi rất xem trọng mời đến cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười xen tránh ra nửa người đem phiêu cung sơn đón vào tùy tiện ngồi Hai người cách một trương bàn ăn ngồi đối diện nhau, cung sơn trước tiên mở miệng nói ra. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Lý tiên sinh thẳng thắng, thông qua trong cục xác minh, chúng ta đã xác nhận, người cung cấp tình báo đều là hoàn toàn là thật. Không dám. Sen không quan trọng nhẹ gật đầu. Lừa các ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần các ngươi đừng đến phiền ta, để cho ta hảo hảo tự lo cuộc đời của mình, như vậy, có thể nói cho các ngươi biết sự tình ta biết gì nói nấy. Lần nữa cảm tạ ngươi đối với chúng ta công tác ủng hộ, chúng ta cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cung Sơn trước khách khí một câu, mà nói sau âm nhất chuyển. Chỉ bất quá, Lý Tiên Sinh, cũng mời ngươi có thể lý giải, giống như ngươi cường đại siêu tự nhiên nhân sĩ, chúng ta là không thể nào hoàn toàn bỏ mặt không quan tâm, tóm lại sẽ có một chút cần thiết, chú ý, hành vi. Ta hiểu. Sen nhẹ gật đầu, tiếp lấy cũng tương tự ý biến đổi. Chỉ cần là xa xa, chú ý, các ngươi yêu làm gì liền làm gì, ta không muốn quản cũng không xen vào, nhưng là... Các ngươi nếu là dám chạy vào trong tiệm của ta, lắp đặt máy nghe trộm camera cái gì, ha ha, người tốt nhất cầu nguyện đặt công của các ngươi, không nên bị ta tại chỗ bắt lấy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.